Dạ em xin chào cả nhà. Dạ em xin chào cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Mà cả nhà thì sáng hôm nay hai cháu em á sẽ dọn cái vườn rau nè, cái bầu á bây giờ nó tàn nè, hai cháu giờ sẽ dọn dẹp để mình trồng cây khác. Bây giờ mời cả nhà vô làm cùng hai cháu nha. Giờ con cắt cái cọng dây này nè, còn lá trái này á là mình để cái cọng dây này thôi nữa, còn cho nó già. Còn mấy trái đó là mình cắt hết, nhưng mà cắt cái khúc này cái mình ruộng từ mấy đây giờ bên đây cọng dây này là để lại. Rồi nó lên đó thì cái con cắt này cũng luôn nó kéo. Cọng dây của cái trái bầu đó thì nó đi dài qua tới đây, để lại giờ mình cắt cái hộp đó. Dẹp xong cái hồi nhốt cái nhà bằng cỏ vòng vòng giùm con ha. Hôm nay có Phương với chú Hai lên chơi á, nhốt cái chút tí con đi chợ mua gì về đi làm mà rồi ăn Dũng ơi. Vậy là bữa nay có ông Hai với Phương lên hả? Dạ. Chút Út rồi, Út dọn xong Út bằng cỏ ha. Hôm qua chú Hai gọi cho con, chú Hai nói muốn lên cho con chơi cho biết nhà. Con mới nói thì chú Hai rảnh gì nào á lên con nhà nấy. Nghe chú Hai nói đi á mà không biết chuyện nào lên đây thôi. Thì thôi giờ mình cũng mua đồ ăn rồi mình chuẩn bị sẵn. Giờ cắt hết chừa lại cái trái này thì nó chưa có già. Giờ chừa lại một dây thôi. Còn như vậy hết thì mà chừa tới mình trồng cho nó bò lên tiếp. Bầu ăn cuối cùng tới dọn dây cũng còn được hai trái cả nha. Trái bự trái nhỏ cắt luôn. Mà sớm giờ em cũng đi chợ rồi mua được 4 gà tre cả nhà. Hôm nay chú Hai với Phương cũng lên em chơi đó. Thì em cũng biết mua gì thôi, giờ mua 4 gà về. Hôm nay em sẽ luộc để cho mấy vườn cháu mấy chú cháu ăn. Với lại ăn kèm thì có dưa leo nè, với lại rau thơm. Còn này ớt chút xíu sẽ làm mưa ớt siêu cay gì đó cho Dũng Út ăn ha. Ừ. Thì thôi giờ mời cả nhà vô bếp cùng hai dân cháu nha. Giờ Dũng Út lặt ra giùm con ha. Rồi, con rồi. Đi đụng gà. Rồi. Gà này nãy cũng có màng sạch sẽ hết à. Giờ để Dũng Út bắt nước luộc gà luôn. Hai dàn á. Dạ. Hên quá cả nhà, mới đi chợ vừa về tới nhà thì trời mưa rồi. Mà gà sớm giờ em cũng mần đồ sạch hết trơn cả nhà. Giờ em cho gà vô trong thau nệm ớt luôn. Giờ em cho là đường với lại hạt nêm, với lại hành á em cũng có đâm nhuyễn này. Cho vô trong thau luôn. Em cho là một muỗng tương ớt. Em cho em nửa muỗng nước mắm. Với lại hai muỗng dầu hào. Em cho vô luôn. Giờ em cho gia vị xong rồi. Bây giờ em cho gà vô em ớt luôn. Này là bốn con, này là bốn viện cháu mình, mỗi người con hả em? Dạ. Con có mua dành riêng cho vườn ớt con bự nè. Mỗi người con ăn, ăn đuối à. Giờ gà nãy giờ em cũng ớt xong rồi. Giờ em đem đi dẹp đồ vườn ớt đây lặt rau nha. Ớt này lặt rau cho. Dạ, con đi dẹp này cái con xuống con hấp gà luôn á. Sớm giờ em ớt gà cũng xong, giờ em dỡ nắp cái em cho gà vô. Em luộc luôn, em hấp luôn. Giờ em cho gà vô em hấp luôn.
em cho vô xong thì em đậy nắp lại. Gà em cho vô á, em hấp nãy giờ, giờ em coi coi. Em chở luôn. Cho nó lẹ chín, cái để hồi cái nó chín có một bên, còn một bên cái nó nín. Gà này cũng mau chín. Mà gà em hấp sớm giờ á, chắc cũng chín rồi. Ồ quá ngon, giờ để em gấp ra ngoài luôn, để em cho cái xỉn gì vô. Rồi giờ em gấp ra cho nó vô trong cái sừng luôn. Dạ, sẵn này em sắp vô leo luôn. À, Phương mới lên hả Cưng? Dạ, Phương mới lên luôn. Chào chú hai. Chào chú hai. Dạ, chú với Phương mới lên tới hả? Mọi cái hôm nay đi bắt được mấy ba ký chú đồng gửi tặng anh. Rồi anh cảm ơn nhiều nha. Cái ghế chú hai ngồi, chú hai ngồi chơi anh ha. Trời ơi, lên chơi được rồi, ở đó mà cho quà cho cá gì. Chú hai ngồi chơi để chưa nước uống. Lên mắt mưa không em? Không, anh trời mưa là chưa có mưa. Nãy anh vừa đi chợ về tới nhà là mới vừa xong rửa gà xong là trời mưa cái ào liền. Vừa hốt đem củi ra phơi mà lấy vô không kịp á. Ở đây có mưa đâu. Dạ, trên đây mưa quá trời. Nãy mưa lớn á. Rồi chơi chú hai con hấp hai gà nữa là chín cái mình dọn ăn chú hai. Mình cho gà vô em hấp luôn. Bỗng Bùi có xuống dưới anh hai á, rồi em không có đi. Em về nghe Bùi nói á. Giờ em cũng xúc cho leo này. Rồi lắc mình ăn kèm với gà hấp. Ồ bà khía còn bự bự không ta ơi. Ngon thiệt ngon ha. Em hôm em bắt được con mới này nè với ít củ đồng. Giờ mình phải bỏ vô cái bị để nó ngọt á anh. Nó bọc mấy. Rồi nó chảy quá. Sao cưng không tấm cái bọc cái cưng để vô trong cái miệng á rồi cái cưng đổ vô cái một luôn. Bà khía là con bự bự không hả Vương hả? À. Quá trời ngon luôn hả? Nếu em bắt mà anh Hiền không tin nè, ông nói em đi mua là mua tại sao có con kẹm con đồ em bắt hết nè. Thấy không nè, đó. Không có anh sợ cưng á, là ông như không có tiền nữa, đi mua cho anh chi. Cua nè, cua đồng nè, ngon ngon không nè. À. Còn nổi không nổi luôn nữa? Không, cái này. Mời anh hai với Phương uống nữa không? Dạ, dạ, cảm ơn nhiều không? Úc cũng uống đi. À, đây Úc cũng uống nữa. Ly này của Hiền, ly này là ly S. Này dưới lên đây chắc cũng đường cũng xa hả này. Xa. Phải chừng 40 cây số vậy. Dưới thằng không vậy đó hả? Ừ, chạy cũng tốc độ à. Rồi lúc này anh hai dưới làm gì anh hai? Bắt cua rồi. Bắt cua hả? Cá rồi. À. Anh, vậy là anh đi chung, có đi chung với Phương không? Có. Có à? Vậy là hai chú cháu đi chung quá hả? Chung mỗi bữa luôn á. À. Đi kiếm miếng cơm, miếng gạo sống qua ngày chứ không đi. Chú đi chài rồi, kiếm tẹp cá rồi à. Ở đây em cũng đi kiếm đồ này đồ nọ vậy đó. Vũ mình trên này mình làm cái gì hả? Ốc hả? Ờ. Ốc trước thì Ốc đi làm hồ. Ờ. Sau thời gian cái giờ lượng nghỉ làm hồ rồi. Ở em lãnh nhà làm luôn, bên bọc em cũng vẫn làm được luôn.
Nhiều nghề thì nó khổ chứ gì đâu, nơi nó cực khổ chứ, chứ có gì đâu. Có nghề thì trần thân. Mày vừa, chú hai uống nước nha. Mày Phương, mày nốt uống nước. Nếu còn làm thợ thì cho anh đi theo làm cu ly. Mà anh biết chạy xe không? Không. Không biết chạy xe là không đã. Em xuống em bước từ đây xuống dưới 44 mấy cây số em rước rồi về rồi. Em cũng nghỉ luôn, anh cũng nghỉ luôn. Đưa lên đây ở luôn chứ. Lên đây ở với gì mất luôn. Ở cái luôn, đang làm luôn chứ đâu. Ở rồi anh nhớ nhà rồi sao? Trời ơi, đâu có vợ con đâu nhớ. Không có vợ con nhưng mà nhà mình phải nhớ. Hôm nay á che cái miếng bạc vậy đó rồi mưa đồ á có dột không chú hai? Không. Ngày không có dột. Dạ, rồi có tạt được không? Không. Ngon. Chú hai cơm cũng ngon mà cả nhà cũng ngon nữa. Ấm rồi. Vậy là ấm rồi đó ha. Đúng rồi. Mà điều đó chắc hầm mà hay chú hai hầm không? Hầm. Dạ. Tại vì cái miếng bạc cao su á mình che bết bùng á thì cho nên nó sợ nó phải hầm rồi đó. Không đi cũng được dữ à. Nếu vậy thì anh phải bắt cái máy lạnh rồi. Máy lạnh rồi. Cái đó mà chiều á ở trước á cái bắt là mình xẻ mình đậm hai cây hai bên nè, làm giống như cái khuôn cửa sổ vậy á, cắt mí đi rồi dở lên cho gió nó lùa đồ vô cho nó mát. Đủ biết cắt chỗ nào đâu. Để về em với em cắt trong làm. Nó mượn Phương nó cắt ở trước cửa ngay chân chỗ của mình đi ra có cái cửa, cặp cái cửa cắt một lỗ đó đi, làm giống như cửa sổ nhưng mà đừng cắt đứt. Cắt cái mình cuốn lên trời mưa thì mình thả xuống cho nó đừng vậy là mình vậy là anh chứ anh nhận bít bù luôn hả? Bít bù luôn. Bữa mua hai miếng bạc xuống rồi bữa Dũng Út nghỉ đi đám cưới đó. Đúng rồi. Rồi cái ba chú cháu làm buổi sáng. Nên bữa nào em xuống dưới bùi hiện dưới em khảo sát à. Xuống đi. Dưới là nói chung cái bạc rồi cũng ngon lành, có cái mà chưa có được nước sạch xài mất lên nhà khi em chở xuống cho chú hai đắm rửa rồi à. Nấu nướng rồi vậy ra đó là ở đường đó chỗ đó không có vô nước sạch được sao không? Vô được á mà không gài, nói chung hai chú cháu còn bèo bèo quá hả. Không gài đang đi bắt cá rồi cũng bán lai gai cũng món món cũng cần chắc cần đủ mua để cho nước sạch rồi. Nếu mà không ấy thì để gán đi tháng nữa rồi anh xuống anh hỗ trợ cho cái phần nước đó. Dạ, cái gì cũng nhờ anh. Bây giờ hôm qua cháu bắt cầu nước ra mà chưa rồi nữa. Bắt cái thằng nước để rửa xài đó hay cho hay gán rửa giò thẳng rồi đó. Dạ. Mà chưa rồi đâu. Dạ. Hôm qua làm tới tối chưa rồi. Thôi chú hai ngồi chơi ha, để con xuống con coi gà coi chín không để dọn lên mấy chú cháu mình dùng nha. Giờ để em dỡ cái nắp em coi gà chín cho nó không chở. Cái này là kiểu để em xuống phụ làm miếng ớt cho. Vậy là Phương đâm ớt giùm cho anh ha. Dạ, không đâu, đúng như vậy, chắc chắc thì đâu, đánh vô bát thì đâu. Mình đâm rồi, cái cối nào? Tối nè cưng. Nè em phụ anh Hiền đâm miếng ớt nè. Ớt nè. Em làm chén muối ớt này đặng hồi chém gà á cả nhà. Gà giờ cũng chín rồi, giờ em nhắc ra luôn. Giờ gắp gà ra. Chín quá. Mà gà sớm giờ á, hai dượng cháu á, luộc cũng chín rồi. Giờ em mời cả nhà dùng gà luộc với mấy chú cháu, mấy dượng cháu em nha. Anh mời Phương ăn gà, con mời chú hai ăn gà, con mời Dũng Út nha. Rồi mời anh hai, mời Phương, mời em. Rồi mời Dũng Út, mời anh Hiền, mời chú hai ăn gà. Rồi. Xé ăn về luôn hay không? Xé luôn hả?
Nãy cũng rửa tay sạch sẽ à? Nãy mình rửa tay sạch rồi. Rửa tay sạch sẽ rồi cứ ăn lại tự nhiên. Mình mời cả nhà ăn gà hấp. Mời cả nhà ăn gà hấp. Mời cả nhà ăn gà hấp. Chỗ bạn thấy ngon lành lắm. Sao chú hai? Ngon quá. Nãy con cũng có ếch trước cơ sơ ngấy rồi con mới đem đi hấp. Ngon quá cả nhà ơi. Nên đây chơi mà anh Hiền đã vậy là quá quyết luôn. Kệ mấy chú cháu mình không à. Cái này là bồi bổ lại cho Dũng Út với lại chú hai với em Phương hôm hổm xuống dưới để quay đi hỗ trợ con đi bắt cá đó. Ông mạnh lên lên hết. Con gà no luôn. Nó gà nó ngọt. Hết gà no luôn. Đúng không? Ngọt. Giờ mình sẽ cho miếng chanh vô mớ ớt. Thôi hiểu. Xuất sắc. Cái này trước khi vô ăn á cả nhà thì em nó cũng có rửa tay sạch sẽ cả nhà. Cho nên á mình cầm cái bao tay mình ăn á thì nó kêu sột sạt á thì cũng không được rồi cho nên em cũng có rửa tay sạch sẽ hết vệ sinh xong. Dùng tay gì cho nó ngon. Dạ, béo quá. Mời cả nhà ăn thịt gà với em. Mình ăn gà mình xé thì mình ăn bằng tay mới ngon. Mà mua ớt chanh siêu cay của Phương làm nè. Chấm vậy cho nó ngon. Bây giờ dặn tôi ha. Gà này gà vườn mình hả anh? Gà vườn. Dạ. Dai ngon quá. Cái chị ở trên này chị nuôi rất là nhiều. Chị nuôi rồi chị cho ăn lúa rồi thả ở trong vườn vậy đó, thì chạy bộ vậy đó. Mình mua cái mình phải điện trước. Rồi. Thì sáng này mấy giờ vậy mình lên mình lấy rồi người ta làm sẵn cho mình luôn. Rồi. Gà này ta kêu gà chả bộ. Thịt nó gì đó. Đi leo rồi. Ăn cặp vô leo vô thơm rồi vô cũng ngon á chú hai. Ăn cặp vô leo vô ăn nó giòn lắm. Ăn thịt gà này uống nước ngọt này cho nó mau tiêu cái nhạt mà chú hai nãy thì
chú Hai uống nước ngọt rồi, chú Hai nói giờ chú Hai uống trà đá. Em cũng có làm riêng cho chú Hai ly trà đá. Chú Hai uống đồ ngọt nhiều quá không được hả chú Hai? Không. Dạ. Nếu mà tử uống trà đá được vậy cũng tốt chứ không có gì. Trà đá quen này. Ăn mạnh mạnh vô anh Hai. Anh ăn hết con gà rồi mới thôi đó nha. Cái con gà này mình hấp á, cái bẻ ra, cái đùi nó còn mọng nước ở trong đây nó ngon, rất ngon. Ngọt, ngọt á. Dẻo quá. Bây giờ mình hợp đồng mà. Bốn em anh với Phương với Hiền. Ai ăn hết con gà thì thôi, còn không hết thì mình hợp đồng lại là mình bồi thường nha. Chú Hai cố gắng lên chú Hai. Cũng hết quá. Hết rồi chú Hai. Hết, xong hết. Bự quá, gà bự quá. Chú Hai thì cũng lớn tuổi rồi cho nên thấy gà vậy hơi dội hả chú Hai? Ngon chứ mà đều chắc ăn không hết. Không hết gà, gà bự quá. Được. Bây giờ mới nữa, nửa bên mà no rồi. Nửa bên chưa hết mà no rồi. Con đỡ chứ ha. Ăn với em vậy nè. Đó, ha. Ngon không? Đợi nhiều vô cho có sức khỏe. Cặp. À, hài không? Cặp với em ăn với em vậy không? Nó biết miếng con. Đây em đây á, nhà cặp gần gần không ở nhà. Bên đây làm cái gì thì bên kia nghe, mà bên kia làm thì bên đây cũng nghe lầm lộn. Có gì cả nhà thông cảm cho em. Gà thịt nhiều lắm á, ăn đi chú Hai. Cái này sớm đó cả nhà. Em cũng có mua tới 5 con nữa. Em một con em luộc rồi em nấu cháo cho mẹ em riêng hết một con rồi. Rồi còn ở đây 4 con thì để cho 4 chú cháu ăn. Chứ em mua cái gì cũng phải có cái phần của mẹ em hết. Chứ không có khi nào quên. Cắm vô lên hai xé. Ở đây có 4 người hả? Anh ăn đừng mắc cỡ. Nguyên cái ớt gà này không? Chấm hết dùng ớt vậy nè. Đây không vậy nè. Ngon quá anh Hiền ơi. Em chắc về đất trước quá. Nào giờ em có ăn gà thì chứ đâu có từng ăn nguyên con vậy đâu. Ngoài cũng chưa ăn vụ này nữa. Ké ra nhỏ trộn rồi làm muối đồ ăn. Ké vậy ăn mới ngon. Nguyên con thì chưa ăn. Nguyên con thì chưa ăn đâu. Đó giờ. Em thì ăn cá nhiều hơn ăn gà. Vì em làm cá. Ăn cho đã luôn đi. Hôm nay là ăn đã luôn. Thôi hai chú Hai. Thôi rồi, lên rồi. Dạ. Vừa đó.
con dùng thêm đi cưng. Dạ. Em cũng no anh, bây giờ cũng em cũng ăn gần hết rồi, còn có miếng. Miếng cà đá. No rồi. Miếng cà đá cho nó mát ha. Dạ. Con mời Dương Út, con ăn dưa hấu trắng miệng đi. Cảm ơn hả? Dạ. Con mời chú Hai ăn dưa hấu ha. Dạ. Phương ở bển có dùng tự nhiên nha Phương. Dạ dạ. Em mời cả nhà ăn dưa hấu trắng miệng với em. Mời cả nhà ăn dưa hấu trắng miệng. Mời cả nhà ăn dưa hấu trắng miệng. Ăn gà vô rồi cái ăn cái này lại ngọt cái nó đỡ liền ha. Dạ. Thì thôi một lần nữa em cũng xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ra xem clip để ủng hộ cho mấy chú cháu mấy con cháu ha. Giờ mấy con cháu cũng ăn gà đầu xong rồi cả nhà. Giờ em xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye.